Hi, xin chào tất cả các bạn quay trở lại với channel của mình. Ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một cái mới lạ, mà mới lạ đối với mình thôi. Còn chắc có lẽ là đã quen với rất là nhiều bạn ở trong channel của mình rồi. Thì do là ý kiến của nhiều bạn, rất là nhiều bạn inbox cho mình nói rằng là anh có thể là chơi Skyblock hay không, anh có thể chơi server hay không để cho mọi người có thể là chơi cùng anh. Thì ngày hôm nay thì mình sẽ chơi một cái server, nói chung là tình cờ thôi. Tình cờ mình lượn Facebook xong rồi thấy có một cái server Minecraft cũng rất là hay, mạng miếc cũng ok, không có lag thì, và mình vào xem sao thì nhiều cái thú vị phết. Đó. Thì để chơi được với mình thì các bạn có thể là vào cái đường link các bạn thấy trên màn hình không, server.mai67.com. Thì các bạn vào được trang chủ để bạn đăng ký nick, sau đó thì các bạn có thể là đăng nhập vào. Thì nói chung là cũng dễ thôi, mình là một thanh niên gà không biết gì về server cũng vào được, hẳn vào chơi được thì chắc các bạn cũng ok rồi. Ở đây nó hầu như là có hướng dẫn hết. Đó, các bạn có thể là dùng skin để set sửa skin set để có thể là đổi skin này. Ok, đăng nhập và đổi mật khẩu này, đại khái là như vậy. Còn cái này là đây, tuyển dụng youtuber à? Tuyển dụng youtuber thôi, mình chắc là không có tuyển dụng riêng gì đâu. Đây, thông tin, hình như thông tin của server ở đây thì phải. Hay là mình cũng nên đăng ký ta? Thôi mình chơi vui thôi. Cái gì đấy, quay dương may mắn. Ok, mình có thể là sượt kit online để nhận cây. Hình như cái này vừa lấy mình vào mình chơi, mình ấn kit online để nhận cây, mình nhận rồi đúng không? Ok, cái này kiểu như là các bạn một ngày các bạn chỉ được nhận được một lần, sau đó thì các bạn quay dương này, may mắn mỗi ngày chỉ được một chìa khóa và các bạn có thể quay. Ok baby, máy phát nhạc à? Thôi đổi quà may mắn đây, các bạn có thể là dùng đây, khi bạn ấn lệnh kia thì các bạn nhận được cái cây này, thì sau đó các bạn kích vào dương kia là nhận được, chắc may mắn nhận được đồ VIP. Thì tí nữa mình sẽ thử, bởi vì là mình cũng có nạp, mình nói thật là mình có nạp tiền vào cái server này rồi, thế nên là tí nữa mình sẽ thử. Ok, bây giờ chúng ta sẽ sử dụng la bàn. Hôm nay thì mình sẽ chơi Skyblock, nghe nói là đâu nhỉ, đây nghe nói là cái Skyblock cái này là vừa mới reset lại đảo thì phải, mình chả biết cái què gì đâu, nhưng mà thấy bảo vừa reset lại thì thôi vào chơi cho nó vui. Đây, mình có nạp và thực ra thì mình nạp cũng ít thôi, nhưng mà do là chắc là cái chủ server biết mình thế nên là cho thêm nhiều. Còn mệnh giá ở cái server này đó là các bạn nạp 10.000 hình như được 10 coin đây thì phải. Đại khái là như vậy. Ok, hình như là mình đang ứng chuyên đồ. Đây, rất là nhiều món đồ hay, các bạn có thể là mua để đi PVP. Nhưng mà mình hình như là ở PVP ở đây là các bạn, ai giết được các bạn là bạn bị mất đồ nha. Thế nên là mình nghĩ là mình không nên chơi. gỗ này. Đó, để kiếm được tiền thì các bạn chỉ cần đi đào block thôi. Tí nữa mình sẽ vào đảo của mình sao vậy. Bây giờ mình cứ lượn lờ ở ngoài để xem có những cái gì hay không. Thực sự là mình đây là sẽ về đông phết nhỉ. Nói chuyện như vậy cho em qua anh. Thôi khỏi thôi. Mình đang quay clip, nhiều bạn chắc là chẳng biết mình. Rồi, ok, chúng ta được nón hoàng tử. Thật chứ. Nón hoàng tử mình là gọi là vua rồi, cần gì nón hoàng tử. Khu vực donate 2, ok, xem có gì à, xếp quần áo ở đây. Đấy, mình dám khẳng định là cứ vào đây mà kiếm sẹo. Vào đây mà kiếm sẹo. Ok, trên này có gì không? Khu vực trao đổi mua bán đây các bạn cũng... Hình như mình vừa đứng đây thì sao ta? Kiện rơm này, bed farm này. Ok. Có rất là nhiều cái piston thì các bạn chắc là có lẽ là phải nạp tiền và mới mua được. Hoặc là các bạn đua top. Mình nghĩ là nên là các bạn cứ lên bỏ ít tiền ra để nạp, chứ còn chơi mà mấy khi chơi game đâu. Nếu không thì các bạn chịu khó, thay vì các bạn làm tiền các bạn chịu khó thì cũng có thể. Ok, chứng nhận đại gia này. Mình vừa đây cái cúp nổ của mình, cúp vip. Ok baby, bây giờ mình sẽ vào trong cái đảo của mình. Thì để vào đảo đây mình nhấn, chúng ta có thể nhấn y. Mình xem nào. Đây là đảo mặc định, đảo bình thường đấy, đảo nhúng nhiếc gì đây này, Island Dual Black Diamond. Ok, kim cương đen này. Và mình cứ vào đảo này, các bạn có thể là chọn 3 đảo tùy các bạn. Khi vào thì cái này lạ ta. Mình có gì? Ok, có kim cương, có bí biết các kiểu đây. Thôi mình sẽ cố gắng là xây cái trang trại đây. Các bạn là mình đây là lần đầu tiên mình chơi Skyblock, thế nên là có nhiều đậu xanh nữa. có cái quả này đào nhanh vãi trưởng. Ô, cái này có hạn sử dụng này. Chúng ta có thể là lấy cây ở đây. Thôi mình để cho nó khác tận dụng ra đi. Không cần đào cũng được. Đó, mình cố gắng là xây một cái đảo kim cương của mình ở đây. Rồi ok, đào thôi. Quên đấy, cúp nổ của mình đây mà. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Ok fine. Cúp nổ. Cúp nổ kinh khủng. Thu. Cái này thì thế này thì mình một ngày mình sẽ cứ ngồi đây cuốc. Sau đó thì mình sẽ xây cây rộng đảo ra toàn kim cương luôn. Cái thằng bò này nhá. Tao xử mày luôn. Xử mày luôn, lấy thịt bò ăn luôn. Ok, 2 miếng thịt bò. Này, sau này mình mở rộng. Mình mở rộng ra làm hẳn một cái máy farm đấy. Mình thấy rằng là nhiều bạn chơi làm rất là hay, rất là tài mà làm hẳn cái máy farm. Thế nên là mình có cái cúp nổ này rồi. Mình có thể là đào một lúc mấy block liên tục. Rất là phê. Đào. Đây các bạn thấy không? Đào một lúc đã có đống kim cương rồi. Có 6 cục kim cương phải không? Đó, nhanh không gì thật. Cái này là nó chỉ... Mình thấy rằng là chơi Skyblock hay ở chỗ là nó có cái tính kiểu như là cần cù ấy. Bạn nào chịu khó thì nó sẽ vip nhanh, còn bạn nào lười thì chỉ có cách nạp tiền thôi, đô la thần trưởng. Còn đây là cái cúp mặc định đào cũng nhanh đấy chứ. Đây, cúp mặc định đào cũng nhanh, cũng hiệu suất 5 mà, cũng chả kém đâu. Cái này nổ nó nổ thì nó kêu nghe. Thì mình giới thiệu hết cho các bạn thôi, chứ còn không có bảo là nhiều lời này nọ, đại khái là như vậy. Còn mình chơi thì mình vẫn là muốn chơi. Chơi này thì các bạn cứ chăm chỉ là được, chứ không có gì là phải quá quan trọng về tiền cả. Tiền thì cũng muốn đấu đô la tăng trưởng của mình thì các bạn ok cũng có thể thôi, nếu còn không muốn thì thôi. Ok, và nếu các bạn yêu thích cái clip này thì đừng quên để lại một like cũng như là ấn đăng ký kênh của mình và comment ở phía dưới nha. Xin chào và hẹn gặp lại. Goodbye.